Ngày 10 tháng 4, Thượng tá Phan Thanh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ các tỉnh về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Trước đó, lực lượng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một tụ điểm chuyên chăn dắt các cô gái tại một khu nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, do đối tượng Nguyễn Thị Hoa, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông cầm đầu. Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoa và nhóm đồng phạm gồm Hà Văn Minh, 19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Lâm, 34 tuổi và Võ Trường Công, 25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Liêm, 27 tuổi và Nguyễn Ngọc Ảnh, 23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Yên. Bước đầu, đối tượng Liêm khai nhận đã bán 3 cô gái cho đối tượng Hoa. Theo Thượng tá Phan Thanh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, Hoa đã mua các cô gái từ 17 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Sau đó, Hoa giữ giấy tờ tùy thân và yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ với số tiền đã mua. Hàng ngày, đối tượng Hoa quản lý đưa đón các cô gái đi phục vụ quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Các cô gái khi đi làm phải chia lại cho Hoa 50% số tiền kiếm được. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được có 18 cô gái bị Hoa chăn dắt, có một người dưới 16 tuổi. Sự phổ biến dẫn đến ảnh hưởng tâm lý từ các nền tảng mạng xã hội là điều dễ nhận thấy, và khi người ta lướt TikTok quá nhiều, bất kể là trào lưu hay, dở, câu cửa miệng là nhiễm tóp tóp, cách mà các bạn trẻ gọi TikTok trên mạng xã hội. Từ TikTok đến TikTok, lợi chưa thấy mà hại đã khôn lường. Về mặt trái của TikTok, chị Thùy Linh, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một ngày chị nhận thấy con gái 5 tuổi bắt đầu nói tục, thái độ lầm lì, thậm chí nổi giận la hét với ba mẹ. Tìm hiểu kỹ, chị phát hiện mỗi khi mình làm việc nhà, con gái lấy điện thoại của mẹ và lướt những clip TikTok có nội dung xấu rồi bắt chước. Với một bộ phận bạn trẻ, mọi sinh hoạt thường ngày đều xoay quanh tóp tóp. Ăn nói cũng theo xu hướng đang hot của tóp tóp, mua cái áo, đôi giày hay đi tới quán ăn, quán cà phê nào đó với lý do rất đơn giản, thấy nó hot trên tóp tóp mấy bữa nay. Thực tế, TikTok cũng có bộ tiêu chuẩn cộng đồng nhằm thiết lập các chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung, nhờ đó đem lại một không gian an toàn và luôn chào đón người dùng. Bộ tiêu chuẩn này đưa ra khuyến cáo với các nội dung: sự an toàn của trẻ vị thành niên, hành động và thử thách nguy hiểm, tự tử, tự hại và rối loạn ăn uống, hình ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục của người lớn, quấy rối và bắt nạt, hành vi thù địch. Tuy nhiên, ai cũng hiểu tiêu chuẩn là một chuyện, việc gần như trao toàn quyền quyết định cho người dùng chính là điểm yếu chí mạng, để những nội dung xấu độc có cơ hội phát tán không có điểm dừng. Sáng ngày 10 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Giang Zhonggu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, để điều tra về tội giết người xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận ở thị xã Tân Uyên. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, chiều ngày 29 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Nhuận phát hiện chị M đã tử vong trong tư thế nằm úp trên vũng máu, có vết cắt ở cổ nên trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm là Giang Zhonggu. Sau khi xảy ra án mạng, người này đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C45000, nên tổ chức lực lượng ráo riết truy bắt. Đến khuya ngày 30 tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và công an tỉnh Gia Lai xác định ông Giang Zhonggu đang có mặt tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nên đã khống chế bắt giữ người này, di lý về công an tỉnh Bình Dương phục vụ điều tra. Theo kế hoạch, sáng ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án thao túng thị trường chứng khoán ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital và Công ty Cổ phần Louis Land cùng các đồng phạm. Tuy vậy, phiên tòa bị hoãn và chưa có ngày ấn định mở lại. Theo cáo trạng, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty, gồm Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.
Đỗ Thành Nhân đã khởi xướng bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và mã TGG nhằm thu lợi bất hợp pháp. Đỗ Thành Nhân chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với công ty quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên. Sáng ngày 10 tháng 4, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công hang ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web http://agbong88.com. Ổ đánh bạc online này do Đào Xuân Hiền, sinh năm 1990, trú tại phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, chủ mưu và cầm đầu. Hiền sử dụng tài khoản Master OK3910 có hạn mức khoảng 10 tỷ đồng thông qua trang web http://agbong88.com để tổ chức cá độ bóng đá. Ngoài ra, cảnh sát bắt thêm các đồng phạm giúp sức cho Hiền, gồm Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989, Lê Công Luận, sinh năm 1992 và Đào Xuân Hậu, sinh năm 1993, cùng phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 4 năm 2023, các đối tượng trên đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có 12 đối tượng liên quan vụ cá độ bóng đá trên bị bắt, tạm giữ. Tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Đồng Nai đang rất phức tạp do nhiều cá nhân tổ chức tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở. Từ đầu năm 2023 đến nay, ở các phường Trảng Dài, Long Bình Tân, Tam Phước, Phước Tân, Hóa An xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép. Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài tiến hành cưỡng chế 3 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố 4C và 1 công trình nhà cấp 4 tại khu phố 5. Trong khi đó, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, thành lập từ năm 2000 với khoảng 1,6 hectare, được làm cơ sở khai thác chăn nuôi và trồng cây ăn trái, nhưng sau đó đi vào hoạt động với sở thú, khu dã ngoại, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực, đồng thời mở rộng diện tích lên 42 hectare, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng, tài nguyên nước. Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã có kết luận sai phạm về xây dựng tại khu du lịch này, nhưng đến nay các công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Không chỉ ở thành phố Biên Hòa, tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, chính quyền địa phương cũng vừa xử lý 24 trên 36 trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và đang đau đầu xử lý các trường hợp còn lại. Sáng ngày 10 tháng 4, liên quan vụ xe tải mất lái gây tai nạn liên hoàn gần khu vực trường học xảy ra đêm ngày 9 tháng 4 trên đường Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra và xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tài xế Nguyễn Trọng Tú, 23 tuổi, thành phố Quảng Ngãi, gây tai nạn giao thông liên hoàn vào tối ngày 9 tháng 4 khiến hai người bị thương nặng khi tài xế có nồng độ cồn 0,704mg một lít khí thở. Trước đó, lúc 18h45 phút ngày 9 tháng 4, tại khu vực trước trường tiểu học Trần Phú, đường Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải biển số 76C02545 do tài xế Nguyễn Trọng Tú điều khiển, va chạm với 5 xe máy và xe ô tô biển số 76A156. Vụ tai nạn đã khiến hai người bị thương nặng và hư hỏng nhiều phương tiện. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh và điều tra, hoàn tất thủ tục để xử lý hành vi vi phạm của tài xế theo quy định.